Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi sáng ngày 30 tháng 5 năm 2023. Bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng và em đang có mặt trên đường Trần Xuân Soạn thuộc địa phận quận 7 Sài Gòn. Trong buổi sáng ngày hôm nay, em mời quý vị cùng em đi từ đường Trần Xuân Soạn quận 7 về khu vực quận 4. Như thường lệ thì trên đường đi em sẽ chia sẻ đến quý vị một số thông tin đang diễn ra ở Sài Gòn mình nhé. Bên phía tay trái màn hình đó chính là con kênh Tẻ. Con kênh này thì rất là dài và nó là ranh giới giữa quận 4 và quận 7. Con kênh Tẻ này thì được đào từ thời Pháp chứ không phải là con kênh tự nhiên. Nên một chút nữa đi lên trên cầu thì em sẽ quay xuống cho quý cô chú anh chị xem con kênh Tẻ này nó đẹp đến như nào. Ở hai bên đường Trần Xuân Soạn thì họ bán rất là nhiều trái cây. Trái cây này thì được đưa từ các tỉnh miền Tây lên qua con kênh Tẻ này. Em sẽ rẽ phải để đi một cái cung đường khác, tại vì đường Trần Xuân Soạn thì chúng ta cũng đã đi rất là nhiều lần rồi. Hôm nay hãy đi một con đường khác để xem những cái khung cảnh ở bên khu vực quận 7 này nó như thế nào nhé. Đây chính là cái con đường mà họ mới mở ra với quý mặt khoảng 3 năm trở lại đây thôi. Từ con đường này đi thẳng thì quý cô chú anh chị các bạn sẽ đi đến đường Him Lam, một con đường rất là nổi tiếng ở khu vực quận 7. Theo một số thông tin được biết thì sắp tới họ sẽ làm một cây cầu từ con đường này bắc qua cầu kênh Tẻ để nối liền giữa quận 7 và quận 4. Giữa quận 7 và quận 4 thì nó cách nhau một con kênh Tẻ và cũng có rất là nhiều cầu. Nhưng mà lúc nào cũng kẹt cứng hết quý cô chú anh bạn. Chút nữa chúng ta sẽ đi qua cầu kênh Tẻ để biết cái lưu lượng lưu thông ở trên cầu nó đông đúc đến như nào. Để giảm lưu lượng lưu thông cho cầu kênh Tẻ và cầu Nguyễn Văn Cừ thì họ có dự án là sẽ làm một cây cầu bắt từ con đường này đi qua bên cầu kênh Tẻ để nó liền giữa quận nhất và quận 4. Nhưng mà cũng khá lâu rồi mà em chưa thấy động tĩnh gì, tại vì con đường này nó cũng mới vừa hoàn tất thôi. Hồi xưa ở đây nó rất là đồng ruộng không mà quý cô chú chị bạn, cây cỏ mù mịt à. Bây giờ họ mở ra rồi, hai bên đường cũng có người dân sinh sống. Đứng từ vị trí này thì quý vị sẽ thấy khu vực quận 7 có rất là nhiều chung cư. Và những cái chung cư này nó là thuộc dạng chung cư cao cấp. Tại vì quận 7 là cái khu vực mà người nước ngoài sinh sống nhiều, rồi những người có thu nhập cao họ sống ở đây. Đoạn đường này thì họ chưa có làm cầu để mà thông qua bên quận 4. Nên đường hiện tại thì nó khá là rộng và đẹp ở quý chú anh chị các bạn. Quận 7 là quận mới thành lập và những cái con đường mà ở đây thì họ cũng là những con đường họ mới mở ra thôi. Hầu hết là mang tên những con đường số. Đây cũng là một cái con đường mà họ mới mở ra nè. Đi thẳng thì chúng ta sẽ đến cầu kênh Tẻ để về lại khu vực quận 4. Như quý vị biết thì ở Việt Nam mình thì phần lớn những cái thanh niên mà ở các tỉnh rồi các những vùng nông thôn ấy, thì họ có nhu cầu là đi lao động và đặc biệt là đi xuất khẩu lao động ở các nước lân cận mình đây và những cái nước tiên tiến hơn Việt Nam. Tuy nhiên thì việc đi lao động ở xứ người thì nó cũng gặp rất là nhiều vấn đề. Có những người may mắn thì tìm được công việc nó tốt, ổn định và có thu nhập cao hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên thì cũng có không ít những cái trường hợp mà họ bị lường gạt rồi phải làm những cái công việc mà không như mong muốn. Đặc biệt vào ngày 6 tháng 5, hãng thông tin AFP đã dẫn một thông tin của quan chức Philippines xác nhận là nước này đã giải cứu thành công 1.090 người, nghi là nạn nhân buôn người đến từ nhiều nước châu Á. Những người này bị lừa bán sang Philippines, bị giam giữ và ép phải tham gia những vụ lừa đảo trực tuyến. Theo giới quan chức của Philippines, các nạn nhân bị tịch thu hộ chiếu và bị ép làm việc 18 tiếng một ngày. Nếu mà bị phát hiện trò chuyện với những người xung quanh hoặc là nghỉ lâu ngày hơn thời gian cho phép thì họ sẽ bị trừ lương. Để giải cứu thành công 1.090 người này thì có ít nhất 12 nghi phạm bị bắt và sắp bị buộc tội buôn người. Trong đó có 7 người Trung Quốc, 4 người Indonesia và 1 người Malaysia. Điều đáng nói ở đây, trong số 1.090 người này thì có đến 437 người là người Việt Nam. Vào rạng sáng ngày 30 tháng 4, tức là ngày hôm nay, thì 60 người đầu tiên trong số 437 người Việt được giải cứu khỏi sòng bạc ở Philippines. Rạng sáng hôm nay thì họ đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp để mà hồi hương số người còn lại. Trong ngày hôm nay thì Bộ Ngoại giao cũng đã tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến 437 công nhân Việt Nam được Philippines giải cứu vào ngày 4 tháng 5 vừa qua tại tỉnh Bambaga gần thủ đô Manila, Philippines.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, có 437 công dân Việt Nam được đưa khỏi sòng bạc Bambaga. Ngay sau khi nhận được tin, Cục lãnh sự quán và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại. Phía Việt Nam cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ và phỏng vấn, lên danh sách và thu nhập thông tin của những người này, đặc biệt là những người có giấy tờ đi lại hết giá trị. Vào ngày 25 tháng 5, Ban Chỉ đạo Bảo hộ Công dân của Bộ Ngoại giao đã họp và đánh giá tình hình và tìm giải pháp để mà phối hợp với Philippines đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất. Cục lãnh sự quán và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các phương án phối hợp với cơ quan quản lý cửa khẩu để bàn giao công nhân cho người nhà và các địa phương liên quan. Rạng sáng ngày 30 tháng 5, 6 người Việt đầu tiên trong nhóm đã về nước. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục trao đổi để sớm hồi hương số người còn lại về Việt Nam an toàn. Phải nói trong vụ án buôn người này thì số người Việt Nam chiếm con số quá là lớn. Trong 1.090 người thì Việt Nam chiếm gần một nửa là 437 người. Em sẽ tiếp tục cập nhật vụ án này gửi đến quý cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo. Chúng ta đang đứng ở chân cầu Kênh Tẻ. Đây là cây cầu huyết mạch nối liền giữa quận 7 và quận 4. Trên cái cầu này thì họ mới vừa nới rộng ra mỗi bên được hơn 1,5 mét quý cô chú bạn. Cái phần đường đi bộ ở đây nè là cái phần mà họ vừa nới ra cách đây khoảng 3 năm. Trước kia thì vào những giờ tan tầm đi trên cây cầu này thì phải nói kẹt được xe cả tiếng đồng hồ mới qua được cầu á. Nên bây giờ họ cũng có kế hoạch là sẽ làm cây cầu mà nãy chúng ta vừa đi qua đó. Họ sẽ bắt thêm một cây cầu nữa nối liền giữa quận 7 và quận 4 để mà giảm lưu lượng lưu thông cho cây cầu này. Em dừng xe lại để quay cho quý cô chú anh chị xem từ trên cầu nhìn xuống con Kênh Tẻ sẽ như thế nào nhé. Trước màn hình quý vị đó chính là cái cảng nằm trên đường Tôn Thất Thuyết quận 4. Đây là một cái cảng mà họ đưa những cái nông sản rồi những cái thực phẩm từ các tỉnh miền Tây lên Sài Gòn mình để mà bán á. Nên ở đây vào giờ sáng sớm á, thì rất là tấp nập đông vui ở khu vực này. Một chút xíu nữa em sẽ đi qua cái đoạn đường Tôn Thất Thuyết này để quay cho quý cô chú anh chị xem. Chúng ta sẽ đi dọc con đường Tôn Thất Thuyết và đường Bến Văn Đồn. Đây là hai con đường mà nó đã bao bọc hết quận 4 quý cô chú bạn. Quận 4 là một quận khá là nhỏ và đi khoảng tầm 15-20 phút thôi mà chạy xe thì cũng có thể là đi hết cái quận 4 này. Trước màn hình quý vị, đó chính là con Kênh Tẻ, là con kênh đào dài 4,4 km nối từ sông Sài Gòn đến ngã tư nơi giao nhau giữa kênh Bến Nghé, kênh Tàu Hủ và kênh Đôi. Kênh Tẻ được xem là ranh giới tự nhiên giữa quận 4 và quận 7, được chính quyền thực dân Pháp cho đào từ năm 1905 đến năm 1906 thì hoàn thành. Nói giữa quận 4 và quận 7 thì có rất nhiều cây cầu như cầu Tân Thuận, cầu Kênh Tẻ và cầu Nguyễn Văn Cừ. Tuy nhiên thì cái lưu lượng lưu thông vào những giờ tan tầm thì nó cũng rất là đông. Nên bây giờ họ có đang kế hoạch mà xây một cây cầu thứ tư. Đó chính là cây cầu mà ở đầu clip em có nói đến với cô chú anh chị các bạn. Hiện nay thì thành phố cũng đang triển khai xây dựng cống ngăn triều Tân Thuận trên cái Kênh Tẻ này nè quý cô chú anh chị các bạn. Một phần của dự án chống ngập bằng kiểm soát triều cường. Tuy nhiên thì cái dự án cống ngăn triều này cũng làm 6-7 năm đầu gốc như vậy, nhưng mà nó chưa hoàn thành. Bây giờ thì cũng đã đến mùa mưa rồi, thì trên đường phố Sài Gòn vào mùa mưa thì nó vui lắm các như bạn. Chèo ghe, chèo thuyền rồi bị bõm lội nước bắt cá ở trên những cái con đường ở Sài Gòn này. Qua khỏi cái cầu này thì chúng ta đã đến địa phận của quận 4. Hôm nay em sẽ chạy dọc quanh con đường Tôn Thất Thuyết và đường Bến Văn Đồn, hai con đường bao bọc cả khu vực quận 4 này.
Chúng ta đang đi trên đường Khánh Hội thuộc địa phận quận 4 Sài Gòn và em sẽ rẽ phải để qua đường Tân Vĩnh để đến khu vực đường Tôn Thất Thuyết. Quận 4 này thì có rất là nhiều con đường nổi tiếng là đường Tôn Đản, đường Sấm Chiếu, đường Lòn Văn Bơ, là những cái con đường nổi tiếng và tai tiếng nhất ở quận 4 này. Tuy nhiên thì trên kênh em cũng có rất là nhiều clip quay về những cái con đường này, nên hôm nay em sẽ chọn đi cái cung đường khác, không đi những cái cung đường quen thuộc đó nữa nhé. Em sẽ để đường link phía trên màn hình để cho quý cô chú anh chị khi xem thì có thể vào xem những cái con đường nổi tiếng và tai tiếng nhất ở quận 4 này. Nói đến sự nổi tiếng thì em nhớ đến cô Nguyễn Phương Hằng. Đây là một cái vụ mà rất là đình đám thời gian gần đây. Thì một thông tin mới nhất đó chính là việc mà con trai bà Nguyễn Phương Hằng, ông Nguyễn Quang Tuấn, là con trai ruột của bà Nguyễn Phương Hằng, đã tố giác ông Huỳnh Huy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần văn hóa Đại Nam, đến thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để mời chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Văn phòng cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác ông Huỳnh Huy Dũng có hành vi là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn, tức là con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng, đến phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để mời chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Được biết trước đó thì ông Tuấn cũng đã gửi đơn có nội dung là tố giác ông Huỳnh Huy Dũng, tức là chồng của mẹ ông, có hành vi là lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm đến quyền lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân lên văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngoài gửi đơn đến Bộ Công an, ông Tuấn, con bà Nguyễn Phương Hằng, còn gửi đơn đến Công an thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan chức năng để mà tố giác ông Huỳnh Huy Dũng cùng với hành vi trên. Trong đơn, ông Tuấn cho rằng ông Huỳnh Huy Dũng là người có vai trò cầm đầu, tổ chức và thực hiện hành vi có dấu hiệu là đồng phạm để mà giúp sức về vật chất, tinh thần với bà Nguyễn Phương Hằng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Ông Tuấn, con bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng ông Huỳnh Huy Dũng có hành vi đồng phạm với mẹ ông là bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, tham gia một số buổi livestream thì có hô hào, khích lệ, ủng hộ tinh thần của bà Nguyễn Phương Hằng khi mà mắng chửi xúc phạm người khác. Ông Tuấn cho rằng ông Huỳnh Huy Dũng cho phép sử dụng trường đua chó, trường đua ngựa của công ty cổ phần Đại Nam để mà tổ chức đặt tên cho chó đua, ngựa đua với tên của những người mà muốn xúc phạm. Cho sử dụng kênh YouTube của trường đua Đại Nam để mà đăng tải phát trực tiếp 86 buổi livestream. Trong các buổi livestream này thì có rất là nhiều bình luận và hơn 18 triệu lượt xem. Trong đơn tố cáo, ông Tuấn, con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng, còn làm đơn trình bày đề nghị cơ quan pháp luật trong chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phát hành lệnh phong tỏa, tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Huỳnh Huy Dũng để không bị ảnh hưởng đến quá trình điều tra và xử lý. Phải nói câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng thì nó kéo dài và nó rất là rắc rối luôn. Bây giờ còn có thêm cái chuyện này nữa thì chuyện trong gia đình với nhau thôi. Mà cũng làm lớn chuyện như thế này thì phải nói là nó đang rắc rối rồi, nó còn càng thêm rắc rối của chính trị các bạn. Em sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Đây chính là cái lối vào cảng mà lúc nãy chúng ta đứng trên cầu nhìn xuống quý cô chú anh chị và bạn. Tuy nhiên thì ở đây em thấy có rất nhiều xe tải đứng kín đường hết rồi. Chắc có lẽ là hôm nay không vào được rồi quý cô chú anh chị và bạn. Thì chắc là hẹn quý cô chú anh chị các bạn vào dịp sau thì em sẽ đi vào bên trong quay cho quý cô chú anh chị xem. Em chạy dọc đường Tôn Thất Thuyết và điểm cuối của ngày hôm nay sẽ là đường Bến Văn Đồn. Trên đường đi thì có rất là nhiều chợ và bà con buôn bán cũng rất là vui ở hai bên đường.
Cái cầu bắc ngang đó chính là cầu Kinh Tẻ mà nãy chúng ta vừa đi qua đó quý vị. Ở quận tư này nổi tiếng là phố ẩm thực, nên những cái con đường ở trên quận tư này thì quý vị đi từ 4 giờ chiều đến đêm khuya luôn á, thì phải nói là trên khắp các ngõ hẻm ở khu vực quận tư này chỗ nào cũng buôn bán hàng quán ăn hết á. Mà đặc biệt những hàng quán ăn ở quận tư này rất là ngon nha. Đặc biệt mà khi mà đến quận tư thì quý vị không thể bỏ qua món phá lấu quận tư. Ở dưới chân cầu này vào buổi tối á, thì cũng có quán ốc rất là ngon nè. Nói chung ở quận tư này á, thì nổi tiếng là ốc rồi hải sản, nhiều món lắm quý vị ạ, kể cái hoài không hết luôn á. Gần đây thì họ dọn dẹp vỉa hè, bây giờ họ làm gắt gao lắm chứ không phải làm cho có như hồi xưa. Bây giờ họ giao cho địa phương, nếu mà ở khu vực nào mà có người bán hàng rong rồi có lấn chiếm vỉa hè thì người đứng đầu khu vực đó phải chịu hình thức kỷ luật. Nên phải nói bây giờ trên đường phố Sài Gòn bây giờ vắng hẳn những cái hàng quán bán vỉa hè. Và buổi chiều thì họ cũng cố gắng dọn ra để mà buôn bán vài tiếng đồng hồ rồi dẹp vô. Trên đường Tôn Đản thì em cũng chỉ nghe qua sách vở rồi người này truyền tay nhau thôi chứ em cũng không biết rõ về cái con đường Tôn Đản này. Tuy nhiên thì bây giờ trước màn hình của chúng chị bạn là một cuộc sống yên bình. Họ lo làm ăn buôn bán chứ cũng không ai mà sống hoài với những cái quá khứ như vậy. Nên phải nói là hãy cho quá khứ nó khép lại để cho những người dân ở đây họ có cuộc sống bình yên và yên tâm làm ăn buôn bán. Trên cái đoạn đường này là chợ phát sinh nè quý vị. Hồi xưa mà chưa có dọn dẹp vỉa hè thì họ bán tràn ra giữa đường luôn á, không có đường xe cho xe chạy đâu. Bây giờ thì họ cũng nép nép vào bên trong một chút xíu rồi, tại vì đây là cái khu chợ phát sinh mà muốn dẹp họ cũng khó. Tại bây giờ bà con họ cũng buôn bán lâu năm rồi, đây là cái nghề mà họ kiếm sống để mà nuôi sống cả gia đình á, nên bây giờ có dọn dẹp thì họ dọn chỗ này đầu này thì họ bán đầu kia thôi. Bên phía tay trái quý vị là những cái dãy nhà nè. Phía sau lưng của những dãy nhà này đó chính là con kênh tẻ mà nãy chúng ta đứng từ phía trên cầu nhìn xuống à. Đây có một cái chung cư họ mới xây nè, và nó có chung cư này rất là lớn luôn nha. Ở ngay khu vực này mà có chung cư to như vậy. Thật ra bây giờ ở trên đường phố Sài Gòn á, rất là nhiều chung cư, mà đặc biệt là khu vực quận tư này nha. Tại vì đất ở quận tư này nó khá là nhỏ, là một cái quận nhỏ nhất Sài Gòn và cũng có thể nói là nhỏ nhất cả nước luôn. Nên bây giờ có cái khu vực đất trống nào á, là họ sẽ xây chung cư lên. Tại vì ở chung cư này cái vị trí nó rất là đẹp nha. Nó là một cái ốc đảo, tuy nhiên thì nó ở trung tâm á, đi qua các quận cũng rất là gần. Qua quận 7 cũng chỉ một cây cầu, rồi qua quận nhất, qua quận 2 nữa. Nói chung là nó rất là thuận tiện để đi đến những cái khu vực trung tâm.
Chạy thẳng con đường này thì quý vị sẽ ra được đường Bến Văn Đồn á. Nhưng mà hôm nay em muốn đi vào mấy con hẻm á, tại vì em cũng thích đi vào hẻm hơn là đi những con đường lớn. Ở khu vực quận Tư, nhất là cái đoạn đường Tôn Thất Thuyết này nè, có rất là nhiều chung cư. Và dọc cái con đường Bến Văn Đồn luôn thì những cái chung cư cao cấp nó cũng mọc lên rất là nhiều. Chung cư ở đây thì nó dao động từ 3 đến 7 tỷ đồng cho một căn hộ, từ 80 đến 100 mét vuông. Còn giá cho thuê thì nó cũng dao động từ 9 đến 20 triệu đồng, tùy vị trí và tùy diện tích của căn hộ. Trước màn hình quý vị đó chính là đường Nguyễn Khoái. Đi thẳng con đường Nguyễn Khoái này thì chúng ta sẽ ra được đường Bến Văn Đồn. Đây là cái trục đường chính ở quận Tư, và phải nói là trên đường Bến Văn Đồn thì là cái đoạn đường đẹp nhất và sang trọng nhất ở khu vực quận Tư này. Trước màn hình quý vị là cây cầu Dừa, cây cầu rất là lâu đời ở khu vực quận Tư này. Bây giờ họ cũng xây cây cầu mới song song với cây cầu này, nhưng mà họ vẫn giữ là cây cầu cũ để cho những người bà con sinh sống ở trong cái hẻm bên trong này họ đi nè, có thể đi bộ được ở trên cầu này. Nhìn từ trên cầu này nhìn này xuống thì những cái hộ dân mà họ sống quanh những cái con kênh này quý khán các bạn. Ở clip trước thì em cũng có đi quay ở những cái hộ dân ở sống ở dưới này rồi, thì quý cô chú anh chị nào chưa xem thì có thể vào xem nhé.
Đây chính là con đường Bến Vân Đồn này. Đường Bến Vân Đồn thì nó kéo dài từ khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ đến cầu Khánh Hội. Tại vì hồi nãy em đi vào trong hẻm á, nên quý cô chú chị không thấy. Tay trái màn hình đó chính là kênh Bến Nghé. Và từ ở vị trí này thì quý vị cũng có thể nhìn thấy được tòa nhà Bitexco. Phải nói ở quận 4 là có vị trí rất là đẹp á. Đi qua các quận cũng rất là thuận tiện, chỉ cần đi qua một cây cầu thôi. Thường thì đi bộ cũng qua được quận nhất quý cô chú chị các bạn. Em sẽ chạy dọc con đường Bến Vân Đồn này cho quý cô chú chị xem nha. Đến đây thì video cũng khá dài, em xin phép quý vị được khép lại video ở đây. Kính chúc quý vị một buổi sáng an lành, hạnh phúc. Nếu thấy những thông tin chia sẻ là hữu ích và có những phút giây thư giãn trên đường phố cùng em, thì em xin quý vị và các bạn một like, một subscribe và một chia sẻ để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa, em cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.